Wow, trời không có gió mà lên luôn các bạn ơi. Đây là con diều sáo nhỏ mới của ốc ba vừa làm các bạn. Con diều phối hai màu, màu đỏ với màu đen chấm bi các bạn. Do hiện tại thì trời không có gió nên con diều nó lắc dữ lắm luôn các bạn ơi. Hiện tại thì anh bạn trẻ với bác Toàn cũng đang chuẩn bị lên con diều sáo mới các bạn. Đây là con diều sáo carbon nha các bạn, con diều của bác Toàn, anh bạn trẻ đang. Và xa xa cũng có một con diều sáo nhỏ đen vừa được thả lên các bạn. Đây các bạn, nghệ nhân một ngày một con diều. Dạ. Của ba mới vừa làm thả lên các bạn ý. Có con diều nhỏ nó qua nó quậy với con diều ba nè. Con diều nhỏ này nhỏ hơn con diều ba luôn các bạn ơi, con diều màu đỏ. Ủa. màu đen chứ lộn. Nước đèo. Lên rồi. Mất đuôi đầu rồi. Ủa, anh cột đâu mà nó xa dữ vậy ta? Cột thuốc dữ luôn hả? À, bác Quy hôm nay cũng có con gì đầu kéo mới các bạn.